Hello mọi người, hôm nay là sáng thứ tư, mình đi làm á, vì chỗ làm mình chuyển thứ chỗ mới, mình nếu mà không bị kẹt xe á, thì mình lái xe khoảng 30 đến 35 phút, chứ còn nó hay bị kẹt xe lắm, mình sẽ đi qua một cái hầm á, cái hầm đấy nó xui là cái chiều của mình khi mà đi làm. Ta qua hầm nó chỉ có một lane, nó khi dòng về thì cái chiều của mình cũng bị chạy một lane, bởi vậy nên qua một lane á thì nó chỉ chậm, nhất là dòng đi thì không sao, nhưng mà dòng về á cái lượng người nó hướng về Vancouver và Richmond nó đông kẹt dữ lắm. Nên mình thường về nhà từ nhà mình làm tới 50 đến một tiếng, có khi là một tiếng 15 phút 20 phút luôn. Thì hôm nay mình sẽ chạy cho mọi người từ nhà mình lên làm. Thì đây mình đang ghé tới chỗ đỗ xe gần nhà. Sơ mình chạy vô một số tuyến đường mà nó highway và các đường vành đai nối giữa các thao cho mọi người xem ha. Mình đổ xe xong rồi nha. Bây giờ là phải vào một thành là bây giờ là 6 giờ 45 phút. Trong quá trình mình đi chạy á thì mình trong quá trình mình chạy đi á thì mình ghi hình, nó sẽ có thâu vô cái âm thanh của cái Google Maps. Mình chạy mình bật Google Maps mình chạy, bởi vì thiệt đường người đã biết rồi, nhưng mà bật sẵn chứ lỡ nhiều khi nó kẹt đường mà đi ra đường khác đó là không biết đường. Đây mà trời đi mà không biết đường thì Starting route to 7700 Vantage Way. Head south on Sydney Street, then turn right onto East 23rd Avenue. In 7.5 kilometers. Keep right toward Highway 99 South and Victoria and Nanaimo. Đó thì nó sẽ cái thâu âm thanh này vừa luôn. Trên đường này là đường Nai. Cái điểm này là Nai với lại đường King Edward. Cái đường Nai là cái đường nối giữa cái cảng container Van Thơm và DP World á, ở downtown á, nó nối về thẳng về Richmond. Bây giờ cái con đường này nó rất là nhiều xe tải và nhiều xe container, nhưng mà nó nhiều thôi. Tức là chủ yếu một bộ về cái warehouse đó, chứ bây giờ cái càng chính càng lớn nó nằm ở dưới Delta kìa. Này nó vẫn còn nằm trong thành phố nên nó có đèn giao thông. Tới khi mình chạy qua bắt đầu vào highway á, với cái đường vành đai là nó không có đèn giao thông nha mọi người, là cứ chạy là không có đường cắt ngang đó. Đi ra đó là không có đường cắt ngang, nó chỉ ví dụ như một là mình chui xuống gầm nó, ở đây thiết kế là dạng như cầu cạn, hoặc là nó thiết kế kiểu đường mới bây giờ, nó không có cái đường cắt ngang đâu, cắt ngang là tai nạn đó. Nó chỉ một chiều thôi, bởi vì bên đây mà mình đi mà nhầm đường một cái là mình đi vòng lại rất là xa. Nên tại sao bây giờ các đường cao tốc ở Việt Nam nó thiết kế đó là nhiều người là cái xe hơi cứ đâm đầu vào cái đường mà được một chiều á, đâm vào đường một chiều á là chạy cái bong bong mà không biết vậy đó. Mà giờ đây là nó nguy hiểm, bữa nay mình chạy vô đường mất cái đường đó là chết đó nha. Lại nữa mình đang chạy thì mình bật cái Google Maps đó, nên nó hay cái thu âm thanh vô vào trong này luôn. Đi qua khỏi cái đèn giao thông trước mặt mình là bắt đầu nó đi vào đường highway à. Còn nếu mà mình đi bus, mình đi xe bus mình từ nhà mình cho đến chỗ làm mình nó phải là một tiếng rưỡi đồng hồ mới tới. Mà đi xe bus khoảng mất khoảng mình chưa tìm hiểu, nhưng mà có người khử hử là phải là 3-4 chuyến bus vậy mới tới.
xe này thì chuyển làm đã được gần 2 tuần rồi, mà mỗi tuần thì mình đổ xăng cách tốn khoảng 60-65 đô một tuần á, tức là mình đi làm thôi. Không nói nhưng mà lúc đi về nó thấy ói lắm, kẹt xe dữ lắm. Chỉ qua cái hầm, ở cái hầm thì mình tương tự mình nói với mọi người, cái hầm nó giống như hầm Thủ Thiêm nói quận 1 với bên thành phố Thủ Đức bây giờ đó, chỗ mà Thủ Thiêm đấy đó, hầm vậy đó. Thì dĩ nhiên là hầm là nó thiết kế nó trong hầm á, thì thiết kế nó 4 làn xe chạy, tức là hai làn một chiều, làn đối cái hướng đối nghịch thì hai làn thằng ấy. Nhưng mà trước khi vô cái làn, vô cái hầm á, là bên ngồi nó tới 7-8 làn xe vậy. Bây giờ khi nó cứ càng vô hầm thì nó thu lại, tới khi vô hầm thì chạy có một làn à, bởi vậy nên là chạy rất là chậm. Đây mình qua coi cái cầu đây là bắt đầu là nó là highway rồi. Mình quay cái chi hôm nay á thì để cho mọi người thấy cái hệ thống đường xá bên đây như thế nào, tức là đây không phải là mình cho đây không phải là cái highway number 1 ở đây. Nếu mà highway number 1 thì nó tương tự quốc lộ 1 mình đấy, thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà đi ra highway number 1 này nó sướng cái là cứ đi một đường thẳng, không mình chỉ nhìn phía trước thôi, mình nhìn trước cái xe trước mặt mình với gái thôi, cứ đi mình thôi. Mà ở đây đi qua mấy đi cái đường mình cần phải biết đường, bởi vì mình không biết đường rành đường này đâu, bởi vậy nên mình phải mình phải bật map mình lên mình chạy. Mà mọi người biết rồi, mình mất thì mình chạy mình biết đường thì tới mới rồi, nhưng mà vẫn bật nhiều khi chở mà lỡ mà có kẹt xe hay cái bị cái gì đó thì cứ bến bật sẵn thì nó chỉ đường của mình đi. Ở đây mà chỉ cần mình đi nhầm một lane thôi nha mọi người, mình không có chuẩn bị trước, nhầm một right toward Highway 99 South and Victoria and Nanaimo. Nhầm một lane thôi đó là coi như là mình đi nhầm đường á. Use the right lane to keep right toward Highway 99 South and Victoria and Nanaimo. Đó bây giờ thôi, mọi người nó báo trước cho mình. Thì trên đường xe là nó đều các bảng chỉ dẫn nó chỉ cho mình hết. Giờ phải lái phải tập trung, nhầm cái là mình đi vòng lại nó mất là rất là xe, mọi người biết không? Keep right, then keep right toward Richmond and City Center. Use the right lane to keep right toward Richmond and City Center. Mọi người nói thế cái bao nhiêu con đường tới chỗ đó thì dĩ nhiên cũng có mấy đường mình đi, nhưng mà đi nó xe, mọi người biết không? Đây là những cái con đường đây này mà ha, mọi người đây những con đường đây là nối giữa các thao á, các thao nhau. Use the right lane to take exit 23A to merge onto Highway 99 South toward Victoria and Nanaimo. Bảy giờ sáng mọi người thấy 7 giờ sáng á. Mùa hè đi làm sớm thế này không sao mọi người nhá. Chứ mùa đông cũng quậy lắm, lạnh á, lạnh mưa gió rồi tuyết rồi. Ôi. Đây cái đường dẫn ra một cái highway khác đó mọi người ha, mình thấy đi này nó rất là chậm à, nhưng một chiều không à, không có ở đây giờ qua đây là không có đèn cái thông gì đó mọi người nhé. Tùy theo đường mình đi thôi, nhưng mà Delta nó nằm giống như mình ở Long Thành, Long Thành tại Sài Gòn mình. In 7.5 kilometers, take exit 28 onto Highway 17A toward Ladner.
chạy là phải chạy qua xe tải, ra xe tải chạy. Bây giờ là cái lane này là chuẩn bị vô kia là đây mà thay, mọi người thấy cái chiều bên mình hiện giờ đang có 3 lane. Giờ hướng tới là cái hầm á, chạy khoảng 6-7 cây nữa là tới cái hầm. Mà bắt đầu trước khi vô hầm á là nó thu hẹp lại nó lên mà mọi người biết không, bây giờ nó chạy dài thoải mái này, tới đấy là chạy tàu chậm lần. Sáng mình đi thì để, nhưng buổi chiều về mất thời gian lắm. Cái này người ta gọi là Highway 99, tức là Highway 99. Và nếu mình chạy thẳng qua đây là nó sẽ tới biên giới Mỹ luôn đó. Mình bây giờ mình chạy là 100 cây số giờ nha mọi người nhé, 100 cây số giờ. Cái này là ít nhất là 80 cây số giờ. Bữa đầu hôm đầu tiên mình ra mình chỉ lái không có sợ đó, vừa theo dõi đường xe đó. Mình chạy khoảng cũng 80 90 mà mấy xe sau nó quàng cái nó có cái kít, nó bóp còi cái kít. Xong rồi cái thằng nó cứ quay chạy xong rồi nó liếc nó nhìn mình cái vì mình chạy chậm quá đó. Nó thấy mình chạy chậm quá. Bây giờ mình đang làm 101 luôn đó. Đó bắt đầu là nó hẹp lại cái lane rồi đấy. Mọi người thấy nhìn cái camera nhìn thấy không? Ở đây là đèn giao thông, nó có cái đèn giao thông điều chỉnh và lane chạy nữa. Chứ không phải là con lương, mọi người không phải là con lương nó chia ra hai hướng đó nha. Nhiều cái hướng cái cùng của mình mới là cái xe hướng chạy ngược chiều. Nó điều chỉnh là nó điều chỉnh bằng lane đó. Đó giờ mình chỉ có một lane thôi, lane trái mình không được chạy nữa rồi đấy. Đó chuẩn bị vô hầm nè, lên trái không được chạy nữa nè. Tức mặc dù bên tay trái mình đang có hai lên đó, nhưng mà mình không được chạy vào đấy. Bởi vì cái hướng này nó sẽ có xe nó chạy ra đó. À, bây giờ đâu kẹp xe đó, mà thấy không? Mọi người thấy không? Là chuẩn bị vô hầm nữa. Bởi vì bên tay phải của mình nó có một cái, sẽ có một cái hướng lên. Nó nhập vào cái hướng của mình, bây giờ làm cho xe nó chậm lại. Dòng về của mình cũng trước khi qua hầm này đó vậy, cũng trên qua cái đầu phía bên kia hầm ấy. Là mọi người tưởng nó có bao nhiêu lên đó, năm lên mà chạy mà cứ khi nó dồn vô hầm mà còn một lên thì mọi người cứ tưởng tượng biết là nó sẽ kẹt xe thế nào. Thì dĩ nhiên khi nó cái đèn mà điều chỉnh lên nó sẽ điều chỉnh để cho làm cho ví dụ như đầu 4-5 lên đúng không? Chạy một đoạn nó sẽ còn 4 lên là có một lên nó sẽ bị phải nhập vô cái lên một lên. Chạy một tí nữa 4 lên nhập lại còn 3 lên. Tất khi trước khi vô hầm nó thành là một lên, cái hướng của mình nó chạy còn 1 lên này. Bởi vì xui vậy đó, cái hướng mình buổi sáng có hướng mình là cái hướng mình đi qua cao hầm là chỉ còn 1 lên. Nhưng về thì ngược lại bởi vì buổi sáng là cái lưu lượng xe cái hướng ngược về mình đó, cái lượng xe nó nhiều nên nó ưu tiên. Đó. Thì do mình quen, mình làm gần quen rồi. Với lại mình không phải là sở trường của người lái xe. Bởi vậy nên giờ đi làm xe thế này thấy quải. Chứ người ta đi làm xe nó không quen rồi. Người ta đi làm xe 70-80 cây là bình thường. Chứ giờ mình làm thì công ty mình cho nó chuyển nó mua về vị trí mới, vì vị trí cũ giờ nó gần tới khu đô thị dân cư nhiều đó, là xe tải xe đồ nó xe container này vô nó khó, nó không có chỗ đậu đó, nên là công ty nó đã đổi xuống như này thì xe nó gần tới cảng hơn. Nhưng mà nhân viên thì một số người sống ở bên cái này, tỉnh Vancouver này thì đi xe đó. Mọi người thấy không, bên tay trái mình, bên mạng bắt lên bên tay phải mình nó đã nhập vô lên mình. Mọi người biết là nhìn có một cái thanh ngang trước cái điều chỉnh lên đó, mọi người nhìn thấy không đó. Đó mà thấy không, bên tay trái mình có hướng xe đã đánh ngược chiều nó chạy về đó mà thấy không. Đặc biệt con lương nằm phía bên kia nha, nhưng mà là hướng xe chạy bên này. Mình sẽ quay và không có chỉnh gì hết á.
sẽ dài đến ba mấy phút. Thì mọi người cái hầm sao thì cái hầm nó giống như hầm Thủ Thiêm mình vậy vậy thôi, chắc là nó qua cái sông á mọi người, nó qua một con sông đó thì người ta làm hầm. Đây chuẩn bị mình vào hầm rồi nè. Hầm nó có 4 làn xe, 2 làn xe theo hướng ngược chiều và 2 làn xe theo hướng cái hướng của mình đi. Nhưng mà thực ra thì nó điều chỉnh là giờ cái hướng của mình đi chỉ còn một lane thôi, mà lại mọi người thấy cái lane đúng là nó chạy ngược chiều đó. Đó, vì do cái lưu lượng buổi sáng là hướng xe đúng là nó vào phía này nó rất là đông, vì người ta điều chỉnh thế này. In 2 kilometers, take exit 28 onto Highway 17A toward Ladner. Mọi người nói chạy lái xe này lâu thì xe bus sẽ chạy thế nào? Thì mình chưa nghiên cứu, nhưng có một đứa nó thử thì như thằng đó nó ở thì nó hát 3 chiếc xe bus và một chuyến xe Skytrain, tức là tàu điện ngầm, một chuyến Skytrain ngầm và ba chuyến xe bus. Nó nói là nó đi là khoảng một giờ 20 phút hoặc 1 giờ 30 phút đó. Thế mọi người nói là đi xe chậm thế này kẹt xe bus không, nhưng mà riêng xe bus thì nó có tuyến đường riêng, mọi người biết không? Thì nó có một lane để chạy riêng. Lane đó là xe thường, là phải xe nào chở 2-3 người lên mới được vô cái lane đó. Thì xe bus thì nó chạy nó có lane riêng để chạy, nên nó không có bị kẹt. Thì cũng bị kẹt chứ không bị kẹt, nhưng mà nó được có lane ưu tiên đó, chạy cũng nhanh hơn. Mình cũng chậm lắm. Đó, hôm mà đầu tiên mình đi là mình nhầm cái lane này nè. Ở đây chỉ cần nhầm một lane á là thành bắt mình đi ra thành em con đường khác. Then turn left. At the light, turn left onto Highway 17A. Keep right onto River Road. Nó vô một con đường vào cái thao này rồi, thao Delta này rồi. Những cái highway này cũng là chạy cũng 80 cây số giờ, chứ không phải này maximum 80 cây số. Keep right onto River Road. Thì mà
cái tuần đầu tiên mình thử thì mình chạy khoảng chỉ từ chỗ nhà anh làm nhé, không nói là đi đâu rồi hết nha, là khoảng 60 đồng tiền xăng. Use the right lane to keep right onto River Road. Thôi, thôi làm chỗ cũ thì công ty nó nằm cái rìa. Keep rìa right. Thành phố. Giờ đô thị nó phát triển lên á. In 3.1 kilometers, turn right onto 76th Street. Thì nhiều cái trung tâm thương mại nằm bên cạnh như là chợ nè, Superstore, Kiện Empire nè, Best Buy nè, nhiều á, rồi và tương lai nó sẽ không cho đo, cho xe tải đậu nữa. Bây giờ chỗ mình là cũ là xe tải xe container nó vô mà không có chỗ vô vào công ty đó, vào khu mặt kinh của cái công ty đó, thì nó đậu về vừa đường đợi nó có chỗ vô đó. Bây giờ tương lai nó không cho đậu nữa, phố nó không cho đậu nữa, thì cho đậu nữa xe mà nó chạy vô xe tải thì sao nó vô được. Thì mình lái xe 15 phút, à 15 phút đây là mình nói là do là mình trong thành phố mà, bởi vậy nên lâu 15 phút là vì mình dừng đèn đỏ thì nó lâu, chứ còn nếu mà chạy bình thường á chạy chắc 8 phút 10 phút tới 15-20 phút, à chứ còn bình thường đi làm chỗ cũ là 15-20 phút là tới. Còn chỗ này thì xe mọi người cứ thương á, tôi nhận mình chạy là cứ còn là 80% mấy cái số giờ. Đâu có ai muốn chuyển đâu, công việc là phải đi thôi. Cơm áo gạo tiền phải đi. Chiều buổi sáng mình đi mà nó ngược ánh mắt lên mặt trời nhìn không thấy được. At the next light, turn right. Là nhà máy công ty thôi, chứ không thể giống như hồi xưa mình là cơ sở sản xuất nhỏ đồ, anh là cứ anh vô trong nội đô rồi cũng có dân cư riêng, nhà máy rất riêng. Rồi, mình tới nơi.
Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi ha. Chuyến đường từ nhà đến làm chỗ làm mới mình. Rồi, bye bye mọi người nha.